Thưa quý vị, phải tiếp cận phát triển ngành y tế một cách tổng thể toàn diện cả y tế công lập và y tế tư nhân. Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác công tư, không phân biệt công lập hay ngoài công lập, cần xác định rõ vị trí tầm quan trọng đặc biệt của mình trong tiến trình phát triển bền vững của đất nước để có những bước đi, những đóng góp phù hợp, xứng đáng. Đây là một trong những kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Toàn quốc về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững vừa diễn ra vào sáng nay tại trụ sở Bộ Y tế với các điểm cầu ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Cùng sự tại đầu cầu, trụ sở Bộ Y tế có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và lãnh đạo một số bộ ngành liên quan. Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ cuối tháng 3 năm 2022 đến nay, trung bình 7 ngày qua, mỗi ngày có khoảng 2.000 ca mắc mới trong cộng đồng, số ca tử vong là một trường hợp. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ bao phủ và hiệu suất sử dụng vaccine cao, tốc độ tiêm nhanh, tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trên tổng dân số cao gấp đôi tỷ lệ trung bình trên thế giới. Tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi cao hơn một số quốc gia phát triển như Mỹ, Đức, Ý, Pháp. Báo cáo của Bộ Y tế cũng cho biết, trong 2 năm qua, ngành y tế đã tích cực xây dựng luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, tham mưu chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng trong lĩnh vực y tế. Chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được duy trì nâng lên, người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn, ngành đã mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh, liên thông kết quả xét nghiệm, chẩn đoán, đẩy mạnh triển khai nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh trực tuyến từ xa, kết nối gần 30 bệnh viện tuyến trên với 1.500 cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc, kể cả vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, hơn 2 năm qua, chúng ta không bao giờ quên được những ngày tháng trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. Đảng, nhà nước và nhân dân ta cũng không bao giờ quên những vất vả, hy sinh và sự cống hiến thầm lặng, hết mình, không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trong phòng chống dịch, được cả xã hội trân trọng. Những hy sinh vất vả, nhọc nhằn của ngành y tế đã góp phần quan trọng để chúng ta kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế xã hội phục hồi và khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực. Chúng ta tự hào và tin tưởng vào đội ngũ 500.000 cán bộ y tế của nước ta có kiến thức rộng, chuyên môn sâu, tay nghề tốt, trình độ trong một số lĩnh vực y học của Việt Nam ngang tầm với trình độ của thế giới. Chăn trở làm sao để người dân có cuộc sống khỏe mạnh và tuổi thọ ngày càng được nâng lên, mong muốn hệ thống y tế phát triển toàn diện, đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng nhấn mạnh. Phải thấm nhận cái quan điểm là đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. Thương yêu chăm sóc người bệnh như là anh em ruột thịt, như là bố mẹ mình. Coi họ đau đớn cũng như chính mình đau đớn. Thì như thế mới gọi là thầy thuốc như mẹ hiền. Thì đấy, cái quan điểm này chúng ta phải thống nhất. Và làm việc phải thực chất, hiệu quả, thật sự vì nhân dân phục vụ, tránh cái bệnh hình thức. Tránh cái phô trương, thùng rỗng mà kêu to. Ý các cụ nói như vậy. Cái thứ hai là phải tiếp cận phát triển ngành y tế một cách nó tổng thể, toàn diện cả về y tế công lập và y tế tư nhân. Không phân biệt công lập hay ngoài công lập, cần xác định rõ vị trí tầm quan trọng đặc biệt của mình trong tiến trình phát triển bền vững của đất nước. Đây là một nhiệm vụ. Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, ngành y tế tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cùng các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả 3 trụ cột chống dịch là xét nghiệm, cách ly, điều trị, thực hiện nghiêm 2K cộng vaccine, thuốc cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân, cộng các biện pháp khác. Bộ Y tế, trực tiếp là đồng chí quyền Bộ trưởng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ Bộ Y tế và tổ chức Đảng toàn ngành y tế thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên, kiện toàn lãnh đạo bộ và lãnh đạo y tế các cấp, khẩn trương rà soát, nghiên cứu, kịp thời hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách y tế cho cả trước mắt và lâu dài, quan tâm động viên, nâng cao chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ y tế. Cùng với đó là quan tâm phát triển hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, kết hợp ứng dụng mạnh mẽ khoa công nghệ, đặc biệt là tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp, xử lý dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện. Vướng ở đâu phải tháo ở đấy, cấp nào vướng thì cấp đó phải tháo. Nhưng mà các ông chí phải chỉ ra, các địa phương các ông chí chỉ ra cho. Mặc dù là quá giờ rồi nhưng tôi cũng phải nói sâu cái chỗ này. Cứ kêu nó vướng nhưng mà đến lúc vướng ở đâu thì là chả ai chỉ ra được cái gì cả. Thì báo cáo với các ông chí thế, tôi nói là một luật sửa nhiều luật, kêu gọi mãi. Thế thì là vướng bao nhiêu luật thì phải sửa, là cũng không chỉ nó ra được. Cứ ngồi trên này rồi cứ chẩn đoán, khám lâm sàng, báo cáo với các ông chí thế.
đoàn khám lâm sàng là trong lúc máy móc các thứ phải chiếu chụp, phải soi chiếu, phải nội soi, phải X quang, phải MRI thì lại không có làm. Đoàn khám lâm sàng để bắt mạch trên này để chẩn đoán bệnh thì báo cáo với các ông chí khó lắm. Thì tôi đề nghị các ông chí chủ tịch và vào cuộc cái này, cố gắng vì cái chung khẩn trương rà soát các quy định về xã hội hóa hợp tác công tư phát triển y tế tư nhân và sớm hoàn thành phương án thực hiện chủ trương tính đúng tính đủ giá dịch vụ y tế. Cái này tôi thấy từ cái ngày chị Tiến tôi đến đây làm việc cứ nói đi nói lại mãi nhưng tôi không biết tại sao chưa làm được, vướng ở đâu. Tiếp tục thực hiện lộ trình về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế gắn với giảm chi tiền túi của người dân. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Các bộ, ngành, cơ quan cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, trước mắt là xử lý các vấn đề cấp bách như mua sắm, đấu thầu, đầu tư, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên ngành y tế, đồng thời phối hợp tham gia xây dựng thể chế chính sách y tế. Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, tuyên truyền, nhất là tình hình và các biện pháp phòng chống dịch. Ngành y tế cần tận dụng lợi thế của nước ta về dược liệu, tập trung nghiên cứu phát triển công nghiệp dược, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất thuốc, vaccine trong nước, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo nhân lực, tham khảo các kinh nghiệm, quản lý, nhất là chuyển đổi số, phát triển công nghiệp dược, góp phần đưa ngành y tế phát triển nhanh và bền vững, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ cao cả chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng và nhân dân ấm no, hạnh phúc. Về phòng chống dịch.